hôm nay là buổi lễ công bố em bé trai em bé gái của bà Dung Dung nha. Thì ở đây là con trai là có anh ba với bà Dung My, còn con gái là có mẹ Thư, mẹ Năm, Năm với lại anh Hai. Đây. Còn ở đây chính là rồi cái món này một chút bật mí với tính của em bé nha. Màu xanh là con trai, còn màu hồng là của con gái. Rồi mọi người cùng đón chờ clip nhé. Ba người lên. Số 1, anh hai, số 1 không, đừng có 5. Cái nhỏ. Đứng vô. Cầm cao lên nha. Một ngồi xuống. 1, cao lên. Đếm đi mọi người. Rồi xin mời chú Hôn với lại Mân đứng lên nha. Cái bóng số 3. Dì chân với anh ba đi. Chưa nha. Chưa. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.